Từ vụ sạt lở kinh hoàng tại Đà Lạt vào dạng sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, người dân có thể nhận biết khả năng xảy ra sạt lở bao gồm mưa nhiều ngày, mưa lớn khi các rãnh thoát nước trên các sườn dốc, đặc biệt là những nơi hội tụ dòng chảy, xuất hiện các vết sạt, trượt lở, thay đổi hướng dòng chảy, hàng rào, tường chắn, cột điện, cây cối bị nghiêng hoặc di chuyển, cửa nhà hoặc cửa sổ bị kẹt không thể mở ra. Vết nứt mới xuất hiện trên tường, chân thạch cao, gạch nền. Ngoài ra, khi mặt đất có hiện tượng phồng rộp, đường bấp bênh, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc, các lớp đất thụt xuống, những âm thanh lạ, những tiếng cây gãy hoặc tảng đá va chạm với nhau. Khi nghe thấy tiếng rơi với âm lượng tăng dần của đất đá, tức là sạt, trượt lở đất có thể sắp xảy ra. Cũng theo ông Đại, trong thời gian tới, tại khu vực Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt bước vào thời kỳ mưa lũ chính vụ. Với nguy cơ mưa lớn kéo dài nhiều ngày, người dân tại thành phố Đà Lạt luôn đề cao cảnh giác với các hiện tượng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Chính vì vậy, người dân chủ động các công tác phòng tránh như cần thường xuyên theo dõi tin thời tiết, cảnh báo thiên tai từ thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng trong mùa mưa bão, tham gia đầy đủ các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống thiên tai. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Khi nghe hoặc nhận thấy những dấu hiệu đã nêu ở trên, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi nguy hiểm.